Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7-855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Đạo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị phần 4 của Thời sự Thế Giới. Và quý vị có thể tưởng tượng đó là do cái ảnh hưởng của coronavirus, đại dịch rồi tình trạng kinh tế, họ nói rằng một trong năm người Mỹ không có đủ thực phẩm để ăn. Và đó là lý do mà Tổng thống Biden, một trong những xác lệnh ông ký tiếp tục, đó là kêu gọi để làm thế nào cung cấp thêm các food stamp, thức ăn. Bởi vì sắc lệnh đó, thưa quý vị, thứ nhất là nó chỉ có phạm vi trong vòng 4 năm. Nếu mà ông ở là thêm 4 năm nữa thì nó sẽ tiếp tục có hữu hiệu. Nhưng mà thứ nhì nữa, cái sắc lệnh của Tổng thống xem phần lớn là biểu tượng, bởi vì không có tính ràng buộc lâu dài. Khi có vị tổng thống kế tiếp lên, ông có thể bỏ bất cứ điều gì, như là ông Biden đã bỏ hết tất cả những cái sắc lệnh của ông Trump trước đây. Thứ hai nữa, dính tới tiền bạc đó thì không được. Cho nên sắc lệnh của tổng thống chỉ có sử dụng những ngân sách đã được quốc hội thông qua mà thôi, cho đến khi có một ngân sách mới. Đó là lý do mà hiện nay sắc lệnh được ký chỉ nhằm mục tiêu xem coi những cái bộ nào. Thí dụ quan trọng nhất là bộ nông nghiệp, bởi vì cái food stamp là được kiểm soát bởi bộ nông nghiệp. Vì thế ông Trump cái xác lệnh ký mới nhất đó là yêu cầu USDA, tức là bộ nông nghiệp Hoa Kỳ, phải làm cách nào tìm ra thêm, gia tăng thêm số hỗ trợ tiền. Tiền này có nghĩa là để food stamp giúp cho những người gặp khó khăn mua thêm 15%, thưa quý vị. Nhất là low income children, những gia đình có lợi tức thấp mà có con em nhiều đó thì phải ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra cũng đề nghị bộ ngân khố làm thế nào để tìm ra những cái công cụ hữu hiệu hơn để giúp đẩy nhanh cái tiến trình chuyển tiền vào cho các chương mục của những người nghèo. Họ nói rằng có ít nhất đó là 8 triệu người đã không nhận được 1.200 Mỹ Kim có từ tháng 3 vừa rồi. Wow! Tin này cũng khá lạ quý vị ạ. 8 triệu người vì lý do họ di chuyển, họ không khai thuế, hồ sơ thuế không bao giờ có hết. Cho nên làm thế nào để cập nhật, đó là lý do mà bộ ngân khố cần phải làm việc hữu hiệu hơn. Ông Tổng thống Biden cũng yêu cầu Bộ Lao động phải đưa ra các quy định để giúp cho những người này có khả năng giữ lại công ăn việc làm hoặc là nhận những cái sự hỗ trợ về công ăn việc làm. Và ngoài ra trong vòng 100 ngày đầu đó cũng hỗ trợ giúp cho những người làm việc cho chính phủ ít nhất là nhận được 15 đồng một giờ đồng hồ làm việc. Ngoài ra đưa ra các sắc lệnh có để mà hỗ trợ giúp thêm cho những người công nhân có thêm quyền của họ để làm giảm bớt cái trách nhiệm, nhất là những người này có nguy cơ bị mất công ăn việc làm, và kêu gọi những cái cơ quan nào mà hiện nay có nhân viên mà làm dưới cái mức tiêu chuẩn 15 đồng đó thì cố gắng để giúp cho họ có thêm 15 đồng. Thì ngoài cái việc food stamp ra, cái việc mà giúp cho các nhân viên liên bang, cái khó khăn ở đây đó là ông không có bất cứ một cái sắc lệnh nào có thể gây ảnh hưởng đến những nhân viên trong các hãng tư. Cái điều đó cần phải có quốc hội thông qua, bởi vì cái tiền mà tối thiểu hiện nay của chính phủ liên bang đó khoảng 7 đồng 25, 7 đồng 50 rồi, thưa quý vị. Nhưng mà riêng với tiểu bang California và New York đó, họ đã thông qua những quy định riêng, luật riêng để nâng lên cái thành 15 đồng. Nhưng mà liên bang chỉ có 7 đồng 25, 7 đồng rưỡi thôi. Và vì vậy ông nói rằng có cách nào cho thêm những người này. Và như vậy đó, nó trở thành gần như gấp đôi.
thực sự đó, nó là 7 đồng 25 là tối thiểu, nhưng mà có nhiều công nhân viên họ làm bây giờ cũng tới 12, 13 đồng rồi. Ông chỉ muốn có thêm vài đồng nữa đó, thì ít nhất vài đồng này cũng mua được thực phẩm cho con em của họ. Vâng, thưa quý vị, vào hôm thứ Tư thì ông thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đã vừa mới ra một cái policy mới, đó là người dân của Florida, những ai mà hiện nay đủ tiêu chuẩn để mà sắp sửa được chích vaccine trong cái vòng 2 sắp đến này đó, thì phải đưa được proof, bằng chứng chứng minh họ là công dân của Florida. Một là có thể là giấy, chẳng hạn driver license có address không nói, nhưng mà thí dụ quý vị ở đó part time thôi, một năm chỉ ở đó một vài tháng, thì bằng cách nào đó phải đưa cái proof ra được thì mới được chích vaccine. Cái lý do vì sao? Bởi vì thưa quý vị, hồi đầu tuần này đó, hai ông tỷ phú Bill với lại David Mack là ở New York, nhưng mà họ cũng có tài sản, có những cái viện dưỡng lão loại dành cho người giàu ở Florida. Họ đã có một cái kế hoạch là cho khoảng chừng gần 20 người bạn của mình, đều là những người tỷ phú và trên 65 tuổi ở New York, bay qua Florida và được chích vaccine ở cái viện dưỡng lão của ông David làm chủ này. Thì nó gây ra cái tình trạng như ông thống đốc ổng lo ngại, là những người giàu đó lợi dụng cái kẽ hở từ tiểu bang khác bay đến đây để mà cut in line của những người dân bình thường. Bởi vì hiện nay đó, khi mà những cái vaccine site của tiểu bang Florida mở ra, thì người bình thường đó, họ có nhiều người họ phải đến những cái chỗ này, họ ngủ qua đêm để mà chờ, để mà được đi vào bên trong để mà chích. Còn trong khi những người giàu đó thì họ lợi dụng cái kẽ hở này, họ bỏ tiền ra bay đến để mà được chích đầu tiên. Thì chính vì vậy ông Ron DeSantis ông đưa ra cái yêu cầu là phải có bằng chứng là người cư dân của Florida thì mới được chích. Và cái policy của ổng đã chính thức có hiệu lực từ ngày sáng ngày hôm qua, và đặc biệt là ở thành phố Orlando, nơi có những cái property của những người tỷ phú ở tiểu bang khác, thưa quý vị. Trong khi đó, thưa quý vị, tin tức từ Nga cho thấy người có thể nói rằng can đảm nhất trên thế giới hiện nay đó là ông Alexei Navalny, bởi vì đương đầu với chính phủ Nga Vladimir Putin lạng quạng là bị đầu độc cho chết. Ông này đã bị khuyến cáo, đã bị đầu độc rồi, xém chết, không sợ, nhất định bay về lại Nga. Ông nói rằng mình không thể nào tranh đấu để đòi hỏi tự do dân chủ cho quốc gia mà mình sống ở nước ngoài hết, không hề thể làm điều đó được. Và đó là lý do ông chọn vào trong nước tiếp tục để tranh đấu, ông nói hữu hiệu nhất. Bởi vì ở trong nước tranh đấu, ông có tiếng nói trực tiếp, chứ còn ở ngoài đó không ai nghe cả. Và vì vậy ông quyết định, dù biết là hiểm nguy đến tính mạng của mình, nhưng mà ông nói không, mình phải tranh đấu, và đó là lý do ông chọn. Và thực sự đó, ông biết được nếu mà về nước mà bị giết thì rõ ràng là cho thấy thế giới thấy là cái chính phủ Putin nó tệ hại đến như thế nào, không bảo vệ được công dân, và chứng minh cho thế giới thấy là nước Nga không hề có những cái quyền để hỗ trợ cho người dân, nhất là kể cả những tù nhân. Ông chỉ bị một cái tội rất nhỏ, đó là vi phạm quyền quản thúc, parole mà thôi. Lẽ ra cái ngày đó ông phải ra hầu tòa thì ông không ra hầu tòa được, bởi vì ông đã bị đầu độc rồi, làm sao ra hầu tòa. Và bây giờ ông phải bị nhốt. Lý do ông bị nhốt mà lẽ ra ông nói rằng cái quyền của ông vẫn được đóng tiền tại ngoại hầu tra, không phải là cái vì cái chuyện mà ông bị quản thúc, mà vì những cái tin tức mà ông sẽ đưa và đang đưa ra. Thứ nhất đó là ông đưa đến một cái căn, đây là có phải nói là một cái dinh thự, vâng quý vị, trị giá gần 1 tỷ đô la, mà ông nói rằng cái tiền xây cái nhà này đó, cái người chủ đó không phải là tên Vladimir Putin, Putin nhờ ai đó đứng tên dùng. Cái này là ngay cái vùng biển Sochi mà ông Putin đã bỏ ra gần 1 tỷ đô la để xây dựng, khủng khiếp, lớn nhất trên thế giới, thuộc về sở hữu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tiền đó ở đâu ra? Navalny nói, tiền đến từ hối lộ từ mấy chục năm qua. Tiền của Putin khủng khiếp, bạc tỷ. Chứ làm sao mà lương của một Tổng thống có chừng mấy chục ngàn, hoặc nhiều ở Nga nhiều lắm 100-200 ngàn thôi. Tin tức mới nhất ghi nhận được, Putin có một đứa con rơi
tiếng Anh gọi là Love Child, năm nay 17 tuổi, sinh năm 2003. Và ông nói chứ, quý vị không tin tôi đó, quý vị cho thử DNA là biết ngay hay không liền. Và cái người mẹ của cô gái này hiện nay trị giá 100 triệu Mỹ Kim. Putin cho người mẹ này 100 triệu Mỹ Kim để nuôi con, cho nên đứa con gái nó có cái Instagram và lúc nào cũng khoe đồ hiệu hết cả. Trong giấy khai sinh của cô gái không có tên cha. Và người phụ nữ này là ai thưa quý vị? Người phụ nữ này là người dọn dẹp nhà cho ông Putin. Giống như là ông Arnold Schwarzenegger của California trước đây đó. Buổi tối buồn quá xuống nhà thì thấy người làm nhà đó đi vô phòng bả luôn. Thì ông này cũng thế, không có ai chung quanh hết, lúc đó ông đang có vợ. Nhưng mà vợ đi vắng đi đâu đó, thế là ông xuống nhà thấy bà người làm, thế là dớt bả luôn. Thưa quý vị, đó là chuyện của Putin để cho thấy nước Nga đang thê thảm và cái chế độ mà độc tài như Putin nó như thế nào. Navalny ở trong đó, ông nói rằng tiếp tục nhốt tôi hả? Tôi sẽ tung ra thêm những cái tin tức nữa. Mà ông có cả một cái hệ thống truyền thông ở ngoài hỗ trợ cho ông để đi tìm hình của cô con gái rơi của Putin. Còn nhiều tin tức nữa, thế nhưng mời quý vị trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay, tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày và vào trong trang nhà littlesaigontv.com quý vị nhé. Kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.